Be strong. Ok, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình nha. Thì hôm nay theo rất là nhiều anh em yêu cầu sẽ đi thử cái đội hình hai luồng sáng, hai đồng hồ, tức là hai bên cùng đi luồng sáng và cùng đi đồng hồ luôn, không có dùng thiên sứ với lại phá giáp nữa. Thì nói chung là mình cũng có đi nhiều trận rồi nhưng mà toàn xịt cho anh em, mà cảm giác nó hên xui rất là cao. Mình nghĩ là đi với lại đi cái đội hình này thì luồng sáng level phải tầm 17 độ lên, thì mình với bạn này đều là level luồng sáng 17 rồi thì mới đi, thì mới có cảm giác nó là ổn ổn, chứ còn ở dưới luồng sáng từ 16 độ xuống thì nghe có vẻ nó khó lắm anh em. Với cái luồng sáng 17 này thì mỗi bên phải xây hai đồng hồ 7 chấm và phải lên được ít nhất là 7 luồng sáng, còn nếu không thì có vẻ không đủ đam, tức là mỗi bên phải lên được 9 con 7 sao, trong đó có 7 con luồng sáng và 2 con đồng hồ thì mới có khả năng là đủ đam được. Nhưng mà mình thấy nó cảm giác nó hên xui hơn, nó cái độ nó hên xui nó cao quá anh em. Nếu mà đi vui vui thì được, chứ còn mà đi để kiếm bóng truyền thuyết với lại để đi kiếm chì thì đi cái dạng song sát luồng sáng mà có thiên sứ phá giáp thì nó dễ hơn nhiều. Tại vì sao? Đi cái đội hình đó thì chỉ cần level luồng sáng 16 là bên AD có thể đi được rồi, là đi với thiên sứ và phá giáp. Còn bên support thì luồng sáng từ 15 độ lên với cái đội hình kia nha, chứ không phải đội hình này. Thì với cái đội hình kia, đội hình mà có thiên sứ đó, thì bên support chỉ cần lên khoảng tầm 8 luồng sáng. Đối với luồng sáng từ 15 độ lên thì là đủ đam. Có test thử thì thấy ok, thì bên nó dễ hơn chứ các bạn, so với việc cả hai bên cùng lên 9 luồng sáng mà lên tự lên bằng tay, thì so với cái việc mà một bên được chém một bên sau đó tự lên 8 luồng sáng thì các bạn thấy là độ phức tạp nó cũng gọi là chênh lệch nhau rồi chứ. Nếu mà các bạn chơi thử hai cái thì sẽ cảm nhận được cái độ hên xui ở cái đội hình luồng sáng với lại đồng hồ, mà hai bên cùng chơi luồng sáng với đồng hồ thì độ phức tạp nó lại là cao hơn nha, cao cấp luôn đấy anh em. Nhưng mà nó đi thì nếu mà xây lên đội hình nhanh thì nó đi rất là nhanh. Nhưng mà so sánh thì hai bên nó cũng không chênh lệch nhiều đâu. Nếu mà đi cái dạng thiên sứ phá giáp mà lên đội hình sớm thì nó cũng rất là nhanh, nó chỉ thua khoảng tầm vài phút thôi nếu mà lên được đội hình nhanh và đẹp nha. Thì ok, hôm nay quyết định làm cái video clip này đi. Được nhiều được nha anh em, chứ cũng không chắc là sẽ lên được full đâu, tại vì ít nhất tối thiểu hai bên phải cùng được hai đồng hồ 7 chấm và lên được 7 cái con luồng sáng 7 chấm, hai đồng hồ 7 chấm và 7 luồng sáng 7 chấm là một cái gì đó nó rất là hên xui, chưa kể là phải book bot nữa. Các bạn giai đoạn đầu thì tầm mình nghĩ là trong khoảng tầm sau round 30 lên được một hai luồng sáng lúc đấy thì book cũng được, chứ giai đoạn đầu nếu mà thấy xấu quá thì cứ kệ nó, cho mấy con bot nó đổi thôi anh em, nó đổi ra nhiều tăng trưởng thì mình lên nó nhanh hơn. Chứ còn mà canh me bút luồng sáng thì nhiều khi nó cũng lên chấm không được, chủ yếu lên chấm nhờ cái con tăng trưởng này. Thì đánh cái đội hình này mình chơi vài trận thì thấy là nên giữ cái đồng hồ cùng chấm với lại luồng sáng, tức là mình chơi mình canh me bên bạn đối diện á, cả hai cùng canh luôn nha. Bên đối diện mà có những cái con luồng sáng 3 với lại luồng sáng 4 thì mình nên giữ cái đồng hồ 3-4 luôn để nó bút tốc đánh. Chứ nếu mà các bạn mà dù có lên được luồng sáng 7 mà bên kia không có cái đồng hồ ăn vào á, khi mà tới boss các bạn bút luồng sáng 3 thì cảm giác nó cũng không có được, tại vì nó không có bút tốc đánh nên là bút skill của luồng sáng nhiều khi nó vẫn không đủ đam để giết con boss thôi nè. Cho nên là chơi cái này mình thấy là đòi hỏi cái sự hên xui và cái canh bóng chấm nó cũng rất là chính xác nha, thì nó mới ngon được. Thì mình nghĩ chắc là đi cho anh em trải nghiệm cảm giác xem như thế nào thôi. Còn thì bình thường thì mình vẫn đi cái dạng 4 tiếng mà đi đi thiên sứ phá giáp thì mình thấy vẫn dễ đi hơn. Thường thì mình đi cái đấy thôi, chứ mình cũng đi hai cái đồng hồ này chủ yếu là đi đú đỡ làm video, đi cho vui vậy anh em, mà chứ cảm giác nó hên xui cao quá. Ok, thì có vụ cái bàn này
luồng sáng có 17, thế nên là đi nó cho nó dễ. Đội hình này thì nó yêu cầu cái luồng sáng nó phải cao anh em thì đi mới ổn được. Ok, thì cũng nhiều anh em yêu cầu cho nên là bữa nay làm clip cho anh em coi ha. Thì đi cái đội hình này chắc chắn là sẽ xây rất là lâu, tại vì để mà hai bên cùng lên được đội hình thì mình nghĩ ít gì cũng phải chơi cũng phải tầm 20 30 phút, chắc cũng phải tới những cái round gọi là gần 100 nữa thì may ra mới mới lên được, lúc đấy mới đẩy chấm được lên hết. Mức độ hên xui ở đây là sao, tại vì là khi mà mình lên được hai cái đồng hồ 7 chấm rồi, ví dụ như mình có những cái con bóng 5 chấm hoặc là 6 chấm mình ghép vô, nhiều khi nó lại ra đồng hồ nữa thì nó lại lọt thọt, cho nên là cứ lên trước một con đồng hồ đã, xong rồi sau đó rồi từ từ lên con còn lại sau anh em à. Hoặc là nó có một cái cách chơi cũng hên xui khác, đó là vụ một bên kia lên được những cái con 6 7 chấm rồi thì một bên còn lại dùng sao chép cũng được. Nhưng mà phải đòi hỏi là một bên lên được đội hình đẹp và ngon trước đã. Nói chung là sẽ có hên xui rất là nhiều ở đây. So với mình đánh giá cái mức độ khó nó là hiện tại cái đội hình này cái độ khó nó đang là rất là cao. Nó khó hơn hẳn so với cái đội hình mà đi thiên sứ với phá giáp thì mình thấy nó rất là dễ. Đi kiếm được nhiều bóng truyền thuyết mà đi nó dễ hơn. Chủ yếu là nó hơi tội cho bên 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 support nó hơi cực thôi. Đi cái đội hình kia thì bên support nó hơi cực, còn đi cái đội hình này thì hai bên đều cực như nhau anh em à. Hai bên phải xây được cái đội hình chuẩn thì hai bên nó đều cực. Đúng nghĩa là một trận hợp tác không có support hay là AD gì ở trong cái đội hình này. Đội hình này là hai bên đều gây đam như nhau, cùng lên một cái đội hình giống nhau, cho nên là đúng chất. Đây là cái đội hình cho hai bạn hợp tác đó, chứ không phải là không có phân biệt support hay là AD gì trong cái đội hình đánh hai đồng hồ này đâu anh em. Nó cũng rất là ok. Nói chung là nếu mà hai người cùng có thời gian mà cùng level cao thì chơi cái này cũng được, đúng nghĩa là một cái trận hợp tác để cho anh em chơi. Ok, thì cũng chỉ có chia sẻ vài điều vậy thôi. Nói chung là mình thấy mình có coi clip thì được, chủ yếu là mấy anh em chơi thì vẫn thấy là có mức độ hên xui nó ở đây nó cũng là cao đấy anh em, phải hên xui lắm nó mới ra được cái đội hình đẹp, chứ nó cũng khoai. So theo mình đánh giá thì độ khó nó khó hơn, khó hơn so với là đi thiên sứ với phá giáp kiểu kia. Ok, nếu anh em coi tới đây mà thấy hay hay ổn ổn thì nhớ đừng quên like và subscribe để ủng hộ kênh của mình nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Những cái chia sẻ của anh em thì mình sẽ note lại và thực hiện tiếp. Anh em có ý tưởng gì hay thì cứ chia sẻ với phần comment nha. Tới đây thì mình nghĩ là không biết có nên tua cho nó nhanh không ta. Tại vì cái giai đoạn này thì cũng ghép lên từ từ thôi, nhưng mà mình nghĩ cái video clip này thì mình nghĩ chắc mình sẽ không tua, mình để cho nó chạy hết cái thời gian luôn nha. Mình sẽ lồng nhạc vô cho anh em nghe, còn thì mình để cho nó chạy từ từ thôi, để anh em coi cái cách lên đội hình như thế nào và cái tính chất hên xui ở đây nó ra sao. Nói chung là hên xui may rủi thôi anh em. Ok, chắc chỉ chia sẻ vài điều thôi, chứ còn chơi mấy cái dạng này thì cũng không có gì gọi là chia sẻ nhiều hết anh em. Canh me ghép mình giữ số chấm thôi. Mình những cái con mà lên tầm ví dụ những cái con luồng sáng 4.5 chấm thì cố gắng mình ghép nó vô, chứ đừng có để lâu. Nếu mà không có tăng sao để đập nó vô thì mình nên ghép nó vô để nó lấy chỗ, chứ nếu mà mình để những cái con luồng sáng 3 4 5 nó nhiều nữa, khả năng kẹt bàn nó rất là cao khi mà mình lên được khoảng tầm 3 4 đến 5 con bóng 7 chấm là khả năng lúc đấy nó sẽ rất là bị kẹt rất là cao, cho nên là nên là giải phóng những cái con bóng chấm cao để lấy chỗ xây, và ưu tiên là xây tăng trưởng để cho nó lên chấm nhanh hơn em. Giữ những cái con sao chép chấm cao lại để ghép vô cái con luồng sáng, nên mình nghĩ là ok. Thì mình chơi nhiều trận mình thấy là đánh như vậy nó ổn, nhưng mà mức độ hên xui nó ra được cái đội hình đẹp thì tùy thôi, phụ thuộc vào nhân phẩm nha anh em. Ok, vậy thôi, chắc là em coi video clip vui vẻ ha.